Bố có thấy vợ con đi đâu không ạ? Vừa mới về đấy nhỉ. Nó đi chợ rồi. Cô đi chợ ạ? Sao cô không bảo con đưa đi nhỉ? Lúc nào cũng phải đèo bằng thôi. Tôi đi chợ có mấy bước chân. Đón với rước. Bố, vợ con đang có thai mà. Chính vì có thai thì phải đi bộ cho nó dễ đẻ, hiểu chưa? Alo ạ. Sao ạ? Vâng. Tôi sẽ tới ngay ạ. Có chuyện gì vậy con? Ôi bố ơi, Hân bị say nắng ngã ngất giữa đường, may mà có người đưa vào bệnh viện. Bố ạ, làm sao không? Đồng thai rồi bố ơi. Đồng thai à? Vâng, thế bây giờ con vào bệnh viện đây. Giải nghi. Chào bố ơi. Anh lo quá. May mà hai mẹ con không sao. Em nghĩ bố, bố xin lỗi hai con. May mà hai mẹ con vẫn bình an. Nếu không thì bố ân hận đến chết mất. Thôi, từ nay trở đi công việc ở gia đình này cứ để bố làm. Con cứ nghỉ ngơi dưỡng thai đi cho nó khỏe nhé. Bố, không sao đâu bố ạ. Nếu mà con khỏe, ít nhất làm được việc gì thì con sẽ làm. Con cũng phải vận động để cho ông được khỏe hơn. Còn nếu thế là bố yên tâm